Kính thưa cộng đoàn phụ vụ, ngày đầu năm giáo hội hướng chúng ta về Thiên Chúa, nguồn cội và mục đích của đời ta để tạ ơn Ngài. Hôm nay mùng 2 Tết, giáo hội lại hướng chúng ta về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người cộng tác với Thiên Chúa để sinh thành, dưỡng dục ta thành người. Thật vậy, đời chúng con yên vui hân hoan, nhờ mẹ cha gian nan lo toan, trong giọt mồ hôi có vương cả máu hồng, nuôi dạy lòng con biết câu mặn nồng, và rồi nuôi con mới biết sự tình, thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa. Kính yêu cha mẹ vốn là đạo lý cao đẹp, cắm rễ sâu trong lòng người Việt, nay lại được Đức Kitô thắm nhập bởi ơn sủng thần linh và chân lý vĩnh cửu. Gia đình Kitô giáo ý thức rằng con cái là một hồng ân và là dự định của Thiên Chúa. Để cha mẹ nỗ lực biến đổi gia đình thành mái ấm tình thương, thành ngôi trường chuyển giao đức tin, dạy con cái đức tính làm người và mến Chúa, yêu người, yêu cha mẹ, tập luyện các nhân đức dẫn ta tới hạnh phúc đích thực và thực hiện những việc có tính trường cửu. Thảo kính với cha mẹ là một trong những đức tính nền tảng xây dựng con người. Ai đó mà cha mẹ cũng không yêu mến, biết ơn thì làm sao yêu được tha nhân? Nhất là càng khó để nhận ra tình yêu và ơn huệ của Thiên Chúa để yêu mến Ngài. Kính nhớ công ơn các ngài sinh thành dưỡng dục, chúng ta cầu xin cho các vị còn sống an khang trường thọ, cho những vị đã qua đời được Chúa thương tha mọi hình phạt, được mau về hưởng hạnh phúc với Chúa. Đồng thời chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta sống tốt đạo đẹp đời để thể hiện lòng hiếu thảo đối với Chúa và với tổ tiên ông bà chúng ta. Với tâm tình đó, giờ đây chúng con sẽ hát ca nhạc buổi Tết để bắt đầu tháng lễ. Ngày đầu xuân, con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến, chúc khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và thắm ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân, con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến, chúc khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Quỳ xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Ngày hôm nay chúng ta cùng tụ họp nơi đây để cùng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, và đặc biệt trong ngày mùng 2 Tết dành đặc biệt để kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ là những người đã sinh thành dưỡng dục cho chúng ta, mà các ngài đã
hoàn thành sứ vụ được vợ về với Chúa. Ngày hôm nay với tâm tình con thảo để kính nhớ, để biết ơn, để lúc nào cũng nhớ về cội nguồn, để từ đó chúng ta luôn luôn được cảm nghiệm lòng yêu thương của Chúa. Và giờ đây để chúng ta xứng đáng cử hành nghi thức này, xin Chúa thứ tha tội lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ này. Và đặc biệt trong thánh lễ này chúng ta nhớ cầu cho các linh hồn, đặc biệt những người thân yêu của chúng ta đã về với Chúa. Những linh hồn sau đây: linh hồn Joan Bautista là ba của chị Kim Oanh và ba của chị Kathy, ba của chị Hồng, hai anh Alfonso và Augustino, và ba mẹ của anh Trương, ba mẹ ba của anh Long, bác Pedro, và ông cố bà của ba của cha Thắng, ba của chị Dung, bác Du Xe, và đặc biệt ba của chị Thúy, mẹ của Huyền Maria Magdalena, và bà ngoại của cha Thích Maria, và người chú thân yêu của con cũng là linh hồn John Kim, và tất cả các linh hồn đã qua đời. Xin nhờ công nghiệp của thánh lễ này đưa họ về nơi bên Chúa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau để kinh nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa Cha công bồi hầu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiến chi muôn đời. Amen. Và trích sách Thánh Ca. Giờ đây chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức. Công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước. Nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại. Vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mã đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng làng vang tiếng ngợi khen. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
thay ban nào tôn sở Thiên Chúa, ban nào ăn nấu theo đường lối Chúa. Hôm thay ban nào tôn sở Thiên Chúa, ban nào ăn nấu theo đường lối Chúa. Hạnh phúc thay bạn nào tôn sở Thiên Chúa, bạn nào luôn ăn nấu theo đường lối của người. Công qua tay bạn làm ra sẽ được ăn mãi mãi phước hạnh miên man và may mắn tràn lan. Phúc thay ban nào tôn sở Thiên Chúa, ban nào ăn ở theo đường lối Chúa. Hiền thế bạn cùng tựa cành nho đầy hoa trái, ở nỗi cung giờ thật trong nhà lớn của bạn, những con cái từ trôi non xanh mộng như cành u lưu, quây quần chung quanh ngồi chất kín bàn ăn. Phúc thay bạn nào tôn sở Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối Chúa. Này phúc lộc để dành người kính sợ Thiên Chúa, từ Si-ôn xin Chúa chúc lành xuống cho bạn, mặc bạn sẽ được cánh huy hoàng thành đô Jerusalem trong suốt các cuộc đời. Phúc thay bạn nào tôn sở Thiên Chúa, bạn nào ăn nấu theo đường lối Chúa. Bài trích thư Thánh Phaolô Công Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Với những kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa, đó là lẽ phải. Hãy thảo kính cha mẹ ngươi, đó là giới răn thứ nhất, kèm theo lời hứa rằng để ngươi được thần phúc và sống lâu dài trên mặt đất địa cầu. Còn phần anh em là những kẻ làm cha mẹ, anh em nhớ làm cho con cái anh em, chớ làm cho con cái anh em tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng theo lời dạy bảo và khuyên răn của Chúa. Bằng mọi lời cầu xin và khẩn nguyện, anh em hãy cầu nguyện mọi lúc trong Thánh Thần. Hãy tỉnh thức ân cần lo việc đó, và cũng hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin. Đó là lời Chúa. Hallelujah.
anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người: sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp: hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như có lời chép rằng: dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Chúng sùng kính ta cách giả dối, bởi vì chúng dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người, rửa bình, rửa chén và làm những điều như vậy. Và người bảo: các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: hãy tháo kính cha mẹ, và ai rủa cha mẹ, người đó phải chết. Còn các ngươi thì lại bảo: nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: những của tôi có thể giúp cho cha mẹ được, nay tôi muốn nó trở thành cô ban, nghĩa là của dân cúng, rồi các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa, như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trước hết con kính chào các cha và các sơ, các bác và các chú và anh chị em. Khi mà tôi nhận được cái tin của Quanh nhắn cho tôi nhờ tôi giảng trong ngày hôm nay, tôi thật là lo và cũng vui. Lo là mình không có biết là mình dám múa rìu qua mắt thọ hay không, tại vì tôi qua Mỹ từ hồi lúc có 13 tuổi thôi, qua tới đây là 45 năm rồi. Mà 13 tuổi đâu phải là học lớp 6 hay là lớp 5 gì đâu. Ở Việt Nam học tới lớp 3, nghỉ học đi theo bố đi câu cá thôi. Thì tiếng Việt tự học. Mà cũng nhờ ơn Chúa nên cố gắng để giảng ngày hôm nay. Và điều thứ hai nữa là tôi không có thể từ chối được lời của Quanh mời, bởi vì trong tình thân của gia đình tôi biết được anh trai là anh của Quanh cách đây 30 năm. Mà hồi đó thì tôi chưa đi tu nữa, lúc đó là muốn đi da thôi, đi thuộc đi da với anh trai, hai anh em thân lắm. Mà cũng nhờ anh trai mà tôi được cái ơn trở về. Vì lúc đó anh tổ chức cái khóa linh thao Thánh Linh, Thánh Linh cách đây gần cỡ 25 năm rồi. Và nhờ cái khóa đó anh trai nói: Thắng ơi trở lại đi, mình trở lại nghe lời anh trai. Thì từ đó tôi được cái ơn trở về, tôi mới hiểu được và tôi có ơn gọi làm linh mục và làm tuyên ký linh mục trong tù. Và sau 20 năm đi tu, bây giờ tôi là linh mục, tôi là tuyên ký linh mục trong tù dòng Chúa Thánh Thần. Và bảo lại nữa, tôi không có thể từ chối anh được. Hôm nay nữa là ngày trọng đại, vừa Tết anh em phải hôm nay phải để dành nhiều bao thơ nha, lì xì đó. Vừa lì xì Tết mà lì xì sinh nhật nữa, làm sao mà từ chối được. Mà Quanh mà nói rồi thì thiệt á, quá trời chạy cũng khỏi. Nên thôi trả lời. Anh chị em hôm nay chúng ta mừng lễ Tết, trong 3 ngày Tết rất là đặc biệt. Mùng 1 thì là ý nghĩa là cầu nguyện cho bình an, hướng về Chúa, đó là mùng 1. Mùng 2 ngày hôm nay thì là giáo hội muốn dành ngày hôm nay để nhớ, kính nhớ tới tổ tiên, cha mẹ, ông bà của chúng ta, những người đã ra đi và những người vẫn còn sống ở lại, và cầu nguyện để hiếu thảo, để biểu lộ lên tình yêu đó, để tri ân các ngài.
Và để tri ân các ngài làm gì là những gì ngài đã dạy cho chúng ta, ba mẹ của chúng ta, ông bà của chúng ta đã dạy chúng ta, giáo dục chúng ta mà chúng ta có ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa, qua những cái sự hy sinh tình yêu của các ngài, và vì thế nên chúng ta nên nhớ tới các ngài và cầu nguyện để sống làm sao cho tốt đẹp, để trả lại cái ơn tình yêu đó. Và cái tình yêu đó mình không có cảm nghiệm được từng khi nào mình lớn lên rồi mình hiểu được làm cha làm mẹ, mình mới thấy được cái tình yêu đó của những người đi trước, của bố mẹ mình, tổ tiên mình hy sinh yêu thương như thế nào. Và tôi cảm nghiệm được cái tình yêu đó qua trong cái phục vụ làm tiêu úy trong tù trong một năm qua. Tôi có một cái câu chuyện mà tôi cảm động, rất là cảm động, mà tôi nhớ tới ngày hôm nay, mà tôi muốn dùng cái chia sẻ này với anh chị em. Có một anh tù tôi đang thăm ở 20 năm tù trong tù rồi, mà trong gia đình bây giờ chỉ còn bà mẹ với anh ta thôi, mà bà mẹ bây giờ cũng là 60 mấy tuổi rồi, rất là khổ cực. Mà các anh chị em có biết không, 20 năm qua bạn bè bỏ hết, anh em cũng bỏ luôn, tất cả những người bà con cũng bỏ luôn, không còn ai, chỉ còn một người mẹ ruột của anh ta thôi. Mà tuần nào bà mẹ này cũng lái xe tới thăm một người con, mấy tiếng đồng hồ lái xe đi lái xe về, không bỏ con. Quá thật, đó là một cái tình yêu mà mình phải cảm nghiệm được, mà để cảm ơn tri ân những người mẹ và người cha hy sinh cho chúng ta. Người con có thể bỏ cha bỏ mẹ, chứ người mẹ không bao giờ bỏ người con. Tôi không bao giờ tôi quên được cái tình yêu đó mà người mẹ dành cho người con. Và trong ngày hôm nay chúng ta muốn để tri ân những cái tình thương và cái yêu thương của người mẹ, người cha cho chúng ta. Họ cho chúng ta rất là nhiều, đôi khi chúng ta không thấy được từng khi nào chúng ta phải trải qua, đứng vào một cái vai trò đó thì chúng ta mới thấy được tình yêu của các ngài rất là nhiều. Thì chúng ta trả được cái tri ân này để nhớ kính nhớ các ngài, thì chúng ta phải làm cách nào? Cách đầu tiên giáo hội dạy chúng ta cầu nguyện cho các ngài, những người còn sống, những người đã ra đi, cầu nguyện cho các ngài tiếp tục để cho các ngài được gần Thiên Chúa hơn, hay là được trở về với Chúa. Và khi các ngài trở về với thiên đàng, với Thiên Chúa rồi, thì các ngài cầu nguyện lại chúng ta. Và điều đó tôi thấy rất là đẹp. Điều đó nói lên là sự sống và sự chết vẫn còn với nhau, liên kết với nhau, hiệp bất, hiệp nhất với nhau trong giáo hội. Các ngài chưa có ra đi, đối với tôi một người ra đi như bố tôi mà năm ngoái, và những anh chị em đây có những người bố đã ra đi, những người mẹ đã ra đi. Điều đó đối với tôi là họ không có mất, họ đang ngủ trong chùa. Họ ngủ, họ rest, sleep. Tôi thích cái chữ đó, hay là dùng cái chữ thứ hai nữa là họ khuất đi thôi. Họ tạm thời vắng mặt trong cái trần thế này, nhưng mà họ vẫn còn nối tiếp với chúng ta trên bàn thánh này, trong qua những lời nguyện. Nhưng mẹ như bà Thánh Monica, tôi không bao giờ tôi quên được mẹ. Khi mà mẹ chết đi, mà Thánh Monica trước khi chết đi nhắn nhủ lại con mình, hãy nhớ tới mẹ trên bàn thờ mỗi ngày. Như đó là những lời nguyện của chúng ta, là một lời tri ân cầu nguyện cho các ngài, và các ngài luôn liên kết với chúng ta bằng đời sống thiêng liêng. Và điều thứ hai nữa, giáo hội thấy được cái tầm quan trọng của để kính nhớ các bậc tổ tiên của chúng ta, không chỉ ngày hôm nay mà dành cho cái tháng 11, nguyên một tháng 11 cầu nguyện cho những người ra đi. Và tôi thích cái tháng 11 là đối với tôi trong giáo hội có ba cái mùa quan trọng, là mùa vọng, mùa chay và tháng 11. Đối với tôi thấy cái tháng 11 với là cái mùa chay rất là quan trọng, để cho mình chúng ta gần gũi với nhau, kết hợp với nhau. Và trong ngày Tết này, đó là điều đầu tiên để kính nhớ cầu nguyện cho các ngài và học hỏi với các ngài. Và cái cách tri ân thứ hai để nhớ tới các ngài nữa là chúng ta hãy nhớ tới những ngài, các ngài cha mẹ tổ tiên chúng ta đã dạy chúng ta điều gì, và chúng ta học được điều gì của các ngài, và chúng ta hãy sống cái điều đó và sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn, là phải trả ơn. Đối với tôi, ông cố của tôi đã mất hồi năm ngoái, và tôi nhớ tới ông cố đời của tôi 92 tuổi khi ông mất đi, và ông để lại cho tôi hai bài học mà tôi học được, mà tôi cố gắng sống ngày hôm nay. Và tôi nghĩ đó là kho tàng của tôi để tri ân ba tôi, ông cố của tôi, là ông tố của tôi dạy tôi đời sống đức tin. Ông cố của tôi có một đời sống đức tin rất là mạnh,
tôi có thể kể nhiều câu chuyện về đức tin của ông ta. Và điều thứ hai ông cố dạy tôi là chạy theo Đức Mẹ, chuỗi hạt lông mâm côi sẽ giúp chúng ta sẽ đi tới đến bình an, đi tới Mẹ không bao giờ về tay ông. Đó là tôi học ở nơi ông cố. Thì trong mảnh đất 12 này, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại trong cuộc sống của chúng ta, tổ tiên của chúng ta, cha mẹ của chúng ta, điều gì mà chúng ta có thể học được của các ngài, và hãy mang cái điều đó ra sống để tri ân các ngài. Đó là ý đầu tiên. Và ý thứ hai, Tết năm nay, đầu năm Dâm Dần, con cầu, tôi cứ nhớ mà hồi nhỏ lúc mà tôi chưa có biết gì đức tin hết, mà cứ nói tới 5 tuổi, ai cũng nói chứ 5 tuổi xui lắm. Mà không lâu, cách đây có mấy tuần tôi có mấy người bạn gọi tôi, nói cha ơi năm nay 5 tuổi cầu nguyện cho con sợ lắm. Hỏi sao sợ 5 tuổi xui? Điều đó có đúng không vậy? Trong đây có ai là năm nay là năm con cọp không vậy? Có. Đúng hết, đây một cọp. Hai cọp. Không cọp. Hai cọp nữa. Cọp. Con thấy con nghèo nó cũng có cái, phải nói là 5 tuổi tôi không tin. Đối với tôi mà nhỏ tôi không hiểu cái gì hết, thì tôi cứ tin là hên với xui 5 tuổi thì đó. Lúc đó mình chưa hiểu thôi. Đối với tôi có một cái câu mà tôi cứ nhớ mãi, mà người ta nói mấy chục năm rồi, lúc mà trên đường tôi trở về, tôi chỉ nhớ cái câu này, cái người đó dặn tặng cho tôi thôi, mà anh chị em chắc cũng nghe hết rồi. Đức năng thắng số. Đúng thiệt, đức năng mới thắng số thôi. Còn hên xui, phúc do hoạn, vô phương mà mình có thể hiểu được đâu là phúc và đâu là hoạn. Trong năm mới này có những cái mà trước mắt mình cứ nghĩ nó là phúc, nhưng mà hóa ra sau này mình thấy trời ơi, phúc đâu mà phúc, tôi thấy họa không. Mà có những cái mình cứ tưởng là họa, hóa ra là phúc. Mình không biết cách nào mà đo lường, mình nhìn được vô phương, nhìn đâu được là phúc, đâu là họa. Chẳng hạn tôi làm việc trong tù, tôi có viết một bài chia sẻ khi mà tôi làm việc trong tù đi thăm anh em. Tôi viết cái bài reflection tôi có đăng trên giáo xứ của tôi. Có những anh em tù nói như vậy, nói thưa cha con cảm ơn, con ở trong tù, con bị bắt. Tôi mới thắc mắc, tôi muốn hỏi thêm. Và tôi muốn để cho anh ta tiếp tục. Cái cách làm việc trong tù là để cho người đó nói nhiều lên. Ai nói nhiều thì họ sẽ cảm thấy thoải mái, và họ sẽ tìm được câu trả lời. Thì anh ấy nói vậy là, nếu như con không có bị ở tù này thì con chắc lẽ ở ngoài là con chết rồi. Mình nhờ cái tù này để con khám phá được con là ai, những tội lỗi của con, và con đã trở về. Tù là họa, nhưng mà hóa đối với anh ta là cái phúc. Và cũng có một người tù khác chia sẻ, nói là con cảm ơn con bị bắt ngày hôm nay, mà không có những ngày tháng này thì con không bao giờ biết Chúa. Cái điều đó là con thấy rồi, rất là quan trọng. Có những cái họa mà hóa ra là cái phúc, gặp gỡ Đức Chí Tử. Con nghĩ hên xui 5 tuổi nó không quan trọng, mà ngày hôm nay chúng ta trong năm mới này, để làm sao chúng ta có một cái kinh nghiệm gặp gỡ Đức Chí Tử, để Ngài giúp cho mình có một cặp mắt, một cái tim, một cánh tay, một bước chân, để chúng ta đi với Ngài và tin tưởng Phật Ngài và tất cả là của Ngài. Mà khi mà mình nhận ra được tình yêu của Ngài ở thay đổi trong tâm hồn của chúng ta, thì đúng chính lúc đó mọi sự trở thành hồng ân. Đó mới là điều tốt đẹp trong năm mới này. Thì tôi chúc anh chị em và các cha và các sơ, tất cả mọi người ngày hôm nay trong mùa 2 Tết này, ước gì chúng ta gặp gỡ Đức Kitô. Và có một nhà triết học cũng nói câu này rất là hay, là ông ta là C.S. Lewis cũng nói câu này. Ông nói là the most tragedy in this life is the one, it's not the one, it's not to lose someone in the family or lose our job or lose our health, but the most tragedy in this life is the one who do not know God. Tạm dịch, ông nói là cái điều bất hạnh nhất trên thế gian này không phải là mất đi một người thân, hay là mất đi một căn nhà hay công ăn việc làm của cải, mà cái điều bất hạnh nhất trên cuộc đời này là một người không biết Chúa. Tôi chúc anh chị em trong năm nay làm sao chúng ta tới với Chúa để gặp gỡ Đức Kitô, chính Ngài đã thay đổi mình, và từ đó chúng ta sẽ sống, tất cả nó sẽ có ý nghĩa trong cuộc đời này. Chị em thân mến,
Hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của tổ tiên ông bà cha mẹ. Trong tâm tình thảo kính biết ơn, chúng ta cùng chân thành dâng lời cầu nguyện. Cha cũng như các đấng kế vị với tâm tình của người con hiếu thảo, chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha mẹ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người con, người cháu trong các gia đình luôn giữ trọn đạo hiếu như lời Chúa dạy, bằng cách phụng dưỡng các ngài, nhất là khi các ngài già yếu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hội thánh dành riêng ngày mùng 2 Tết để kính nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban thưởng hạnh phúc thiên đàng cho tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta và ban muôn ơn lành hồn xác cho các vị còn sống. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ông bà cha mẹ chúng ta đã nêu gương sống tin cậy mến Chúa. Xin cho mọi người chúng ta noi gương thánh thiện của các bậc tiền bối, biết sống đức tin mạnh mẽ, đức mến nhiệt thành, đức cậy bền vững. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con sống hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Xin thương đón nhận những lời cầu nguyện của chúng con và ban muôn ơn lành cho các bậc tổ tiên, những người còn sống cũng như đã qua đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính tiến lên cha nhân từ cho niềm vui bao ước mơ. Mà tuôn đổ hồng ân xuống trên tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con,
để chúng con cũng được thừa hưởng phúc âm của các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta thật là chính đáng. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Quả vậy, khi ngẫm xem muôn loài trong vũ trụ, tự nhiên chúng con thấy vạn vật sự đều có cội rễ căn nguyên. Chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Nhưng phải nhờ ơn Cha mặc khải, chúng con mới nhận biết Cha là nguyên lý sáng tạo muôn loài, là Cha chung của tất cả chúng con. Cha đã ban sự sống cho tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con để các ngài truyền lại cho con cháu. Cha cũng đã ban cho các ngài ân huệ dư đầy để chúng con được thừa hưởng mà nhận biết, tôn thờ và phụng sự Cha. Chính vì thế, hiệp với các thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa từ trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa,
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến các tôi tớ Chúa là những linh hồn thiên nhân của chúng con, nhất là những người chúng con có ý cầu xin hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên hoạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiến chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hàng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Yeah.
Thiên Chúa để đứng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời tới dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa nữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, nhân dịp đầu năm mới, chúng con đã được giữ tiệc mình và mau Đức Kitô, chớ gì nguồn sinh lực thần linh này giúp chúng con ngày nay sống sao cho tròn chữ hiếu đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ, để mai sau được cùng các ngài vui hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin quý cha cùng ban phước lành cho tất cả mọi người. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ đã xong, chúc anh chị em luôn bình an. Tạ ơn Chúa. Chụp hình nhiều nữa, nhưng mà bây giờ các cha đang còn trong trang phục thánh lễ, xin mọi người lên chụp hình với gia đình một tấm để kỷ niệm với các cha với lại gia đình khi dịp năm mới. Không thấy lâu nghe, không thấy lâu đó, anh lâu đi qua lại đó, ok. Dạ, cha đúng. Rồi hết đó chưa? Rồi dịp con nè. Rồi nha. 1, 2, 3. 1, 2. Nửa nghe, nửa. Cười đi chứ, cười đi chứ. Thả tim nữa nè. Thả tim đi, thả tim đi. Trong đời, ăn vui như có hơi trời.
ta ơn cha mẹ, suốt đời con nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con sắp mãi tin son, Chúa Chúa Trời cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Ai vui đúng như đau buồn luôn nhẹ tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa thấy đâu dưới trong mái nhà. Ai con lớn lên rồi ra đi chung cảm trầm đời, dù xa vô bờ ngờ phải lên nhớ tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con sắp mai tình son của Chúa Trời, cho con sống ra đời luôn sống theo tình người con ngoan. Vậy đâu? Cảm thấy đúng không? Không phải chụp cái này chứ sao lại chụp cái đó? Sao tích? Anh chị xuất sắc. Tình cảm đi đi. Xin chúc cha một mùa xuân hạnh phúc. Xin chúc cha một